tới thị trấn luôn đó. Tới thị trấn luôn. Không, đi tới nước sạch là được. Chị có thể giảng cho nghe được không? Cũng mới làm cùng với nhà thờ. Dạ ha. Đây là đài Đức Mẹ, đây là ông Thánh Giuse. Xe. Rồi, vậy người ta làm lễ mấy giờ vậy gì? À, 3 giờ ạ. 3 giờ chiều. Có là 3 giờ, 2 rưỡi đọc kinh, 3 giờ lễ. Mình đây là đang ở ấp gì vậy chị? À, ấp E2. Ấp D2. E2. F, G, G đến F, đến E, đến D, B, C, D, D. Đúng tuyết đấy. Dạ. Cái này là ấp E. Ấp E. Cái này đường đi tới Ba Thê, Long Xuyên, rồi Rạch Giá, đi thẳng con đường này đi được hết. Dạ, là chân nó chạy ra đường này. Ok. Đi đằng này đi ra đời, đường tên ấy, đường dầu thì đi xuống Rạch Giá, đi lên Sài Gòn. Còn đi đằng này thì đi Ba Thê, đi Rạch Giá, đi Long Xuyên. Dạ. Con đường này đi được hết. Rồi, vậy là ở đây là người... Đây là hai vợ chồng đang đứng ở nhà. Mình thì cờ đi qua đường này. Thì hôm nay là lúc hôm nay 3 giờ là người ta làm lễ ở đây. Đó, đây chuông gõ. Ngôi chùa ở nhà thờ này rất là đẹp.
Giờ này thì người ta đang làm lễ. Cái này là bên cạnh nhà thờ. Vô trong này là lầm đường tùm lum hết, nhưng mà trên về phía Vĩnh Thạnh Cần Thơ á, thì nhà thờ rất là nhiều, nhà thờ đẹp đẹp không à. Mình đang là nhà ở khu này là người Bắc 54 là nhiều, mà hồi nãy hỏi mấy cô nói là vậy, thì mình thấy nhà thờ đẹp quá, mình băng qua cầu mình ghé mình tham quan. Bây giờ mình qua cầu lại, mình quẹo phải. Thành Lợi một. Thành Lợi. Hồi nãy là mình đi Thành Lợi đằng kia nữa, bây giờ Thành Lợi là Thành Lợi một. Đường tùng lung tung lung tung á, mình mới biết quê mình nó có nhiều cái phong cảnh đẹp. Bây giờ chợ người ta du lui.